Thanh Nhã xin hân hạnh chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay được phát sóng trên đài truyền hình Lido Sài Gòn TV và băng tần LA 18.9 hoặc là 56.7. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Mayoko Center, địa chỉ là 15975 đường Harbor, thành phố Fountain Valley, California 92708, và số phone của trung tâm là 714-546-6575. Và chương trình được trở lại với sự có mặt của bác sĩ Hiệp Trương. Thanh Nhã xin kính chào bác sĩ. Dạ, xin chào chị Thanh Nhã và kính chào quý vị khán thính giả của đài Lido Sài Gòn TV. Biết là bác sĩ cũng rất bận rộn nhưng mà bác sĩ cũng tranh thủ để lên talk show với những chương trình sức khỏe phụ nữ ngày nay để có thể gửi đến cho chị em phụ nữ những cái hiểu biết, những kinh nghiệm và chia sẻ những cái thắc mắc, câu hỏi của quý vị. Và đây là chương trình trực tiếp cho nên là Thanh Nhã kính mời quý vị chúng ta để ý theo dõi chương trình và số phone trên màn hình để quý vị có thể gọi vào được bác sĩ Hiệp Trương tư vấn trực tiếp những câu hỏi của quý vị, 714-893-3264. Vâng, kính thưa bác sĩ cũng như là quý vị, như thường lệ thì chúng ta làm những talk show nói về sức khỏe hoặc là những bệnh lý của những quý vị chị em phụ nữ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta muốn thay đổi đề tài một chút xíu. Mình sẽ cùng nhau ngồi lại đây để mà bàn đến những cái vấn đề rất là thực tế. Mà đa số Thanh Nhã nghĩ rằng những vấn đề thực tế nó rất là cụ thể nhưng mà đôi lúc mình quên lãng đi trong cuộc sống. Chính vì vậy cho nên cái nội dung ngày hôm nay với chủ đề rằng ở nhà có an toàn hay không? Thường thì mỗi lần mình đi xa phải không bác sĩ, mình cứ mong lần lẹ lẹ để được về nhà. Mình thèm ngủ trên cái gối của mình, cái giường của mình, hoặc là mình thèm đứng lên cái bếp có thể nấu những món ăn mình yêu thích. Nhưng mà khi mà mình ở nhà rồi, mình cứ nghĩ là tất cả mọi thứ trong nhà đều là an toàn hết, mình không lo sợ. Nhưng mà thật ra có những thứ, ví dụ mà quý vị hay xài nhất mỗi một ngày không thể nào thiếu được là cái microwave. Một cái món đồ rất là hữu ích nhưng mà nếu chúng ta không để ý đến cách sử dụng và cách bảo quản cũng như là chăm sóc sức khỏe thì vô tình nó là làm hại cho sức khỏe của chúng ta, đúng không bác sĩ? Thưa quý vị, hôm nay là một cái đề tài mà nó cũng ngoài cái khả năng chuyên môn của tôi. Tuy nhiên tôi cũng sẽ ráng để đáp trả những cái câu hỏi của chị Thanh Nhã. Thường thường những câu hỏi của chị rất là khó trả lời. Kính thưa bác sĩ, cho Thanh Nhã nói chút xíu. Kính thưa quý vị, mỗi lần mà lên show thì nhiều khi xong show bác sĩ hay chọc vào, hôm nay lại hỏi tôi những câu hỏi hóc búa. Thì thật ra Thanh Nhã cũng ráng cố gắng tìm hiểu những cái thắc mắc của đại diện cho quý vị khán thính giả. Và đề tài hôm nay chắc là nó cũng hơi vui vẻ, thoải mái chút xíu hả bác sĩ? Thưa quý vị, thật sự ra thì như chúng ta đã biết, phần lớn những cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng ở trong nhà đó thì đều được các cơ quan chính phủ Mỹ kiểm soát và kiểm tra. Do đó phải nói chung một cách rất là tổng quát thì tất cả dụng cụ trong nhà của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng theo đúng những sự chỉ dẫn của các hãng và cũng như của chính phủ Mỹ thì nó rất là an toàn. Có thể nói là nước Mỹ là một nước mà người ta quan trọng hóa cái vấn đề an toàn cho người dân rất là cao. Tất cả những cái máy móc hoặc là những cái dụng cụ nào mà được sử dụng trên thị trường của nước Mỹ đều qua những cái cơ quan mà họ rà soát một cách rất là kỹ lưỡng. Và nếu trong quá trình sử dụng mà chúng ta mà họ thấy có những cái tai nạn hoặc là những cái chuyện mà nó không hay xảy ra thì lập tức các cơ quan đó họ nhảy vào và trực tiếp kiểm soát lại những cái gì mà họ đã làm để xem có những cái khúc mắc gì không. Và nếu thật sự họ thấy thì những cái dụng cụ hoặc những cái máy móc đó ngay lập tức bị loại ra khỏi thị trường. Như một số thí dụ như tôi đã nói, nhất là về xe hơi, mình nghe hoài phải không chị ha? Hãng Ford, hãng GM, Mercedes hoặc là bất cứ một cái hãng xe hơi nào mà trong quá trình sử dụng có những cái vấn đề là họ thu hồi ngay. Ví dụ như chúng ta đã thấy cách đây độ 2 năm những cái túi mà hơi mà nó bung ra khi mà quý vị có tai nạn đó. Thì có một cái hãng Nhật sản xuất phần lớn cho các xe hơi, không chỉ cho xe Nhật mà cho tất cả các loại xe trên thế giới, thì họ thấy rằng nó có vấn đề thì lập tức cái hãng đó họ bị phạt và đưa đến gọi là bankruptcy, tức là phá sản. Thưa quý vị, đó là một cái chuyện mà thật sự nước Mỹ họ rất là quan tâm.
Ngoài ra cũng quý vị cũng đang nghe đến cái vụ mà các xe hơi, nhất là xe hơi của Đức, đã làm gọi là sửa đổi những cái kỹ thuật số để đưa ra những con số gọi là thải khí độc rất là ít. Trên thực tế thì nhiều hơn nhiều. Với các loại xe mà dùng diesel, chắc các quý vị nhớ năm ngoái đã bùng nổ chuyện đó, và các hãng xe hơi đó bị phạt rất là nặng, và có thể trong tương lai cũng bị phạt về criminal đó chị, về hình sự. Thành ra nói chung là nước Mỹ họ rất là quan tâm sự an toàn cho người dân của họ. Và nếu quý vị nào có những cái thắc mắc về một cái thí dụ như microwave như chị nói, thì có thể lên lên mạng và truy cứu những cái máy móc, thí dụ của Samsung, LG hay là GE, bất cứ một hãng nào, xem cái độ an toàn và được kiểm tra như thế nào ở trên những cái cơ quan kiểm tra của chính phủ Mỹ. Chúng ta sống trong thời đại Internet chị, tôi cứ thường nói cho bệnh nhân tôi, chúng ta có một vấn đề trong cộng đồng người di dân là chúng ta không có cái thói quen như người mà được sanh sống ở đây lâu đời, là mình ít đọc chị. Mình nghe người ta nói nhiều và mình ít khi mình đọc. Thì quý vị nào có những cái thắc mắc, tôi xin quý vị cứ lên Internet đánh vào những cái đề tài mà quý vị quan tâm, ví dụ như microwave và với sức khỏe con người chẳng hạn. Rất là nhiều chị ạ, rất là nhiều. Dĩ nhiên quý vị cũng phải nên quan tâm là khi chúng ta lên Internet thì nên tra cứu vào những cái nơi mà nó có uy tín và chính thức, một là của chính phủ hoặc là của một số những cái cơ quan tương đối nó độc lập mà chính xác nữa. Tôi nó thường hay nêu thí dụ cho mọi người mà hỏi tôi, thì thường thường quý vị có thể lên Wikipedia, là một cái website rất là thông dụng và nó nói đủ thứ chuyện chị, không chỉ về y khoa mà còn nhiều lắm. Nhất là về y khoa thì có thể cũng vào những cái website mà chính thức như WebMD, tức là web tức là mạng đó, MD tức là viết tắt của chữ Medical Director, thì WebMD. Quý vị vô đó họ giải thích rất là đơn giản và theo những cái từ ngữ mà thông thường cho mọi người hiểu. Thành ra tôi khuyến khích quý vị nào mà có một cái thắc mắc gì, những gì mà tôi nói hoặc là những gì mà trên báo chí nói, thì có thể lên những cái website đó để mà tìm hiểu. Và cái đó nó cũng dễ đọc lắm chị. Thông thường Thanh Nhã hay chọc với bạn là thôi đợi chút xíu nha, để ta đi hỏi chị Gồ. Có nghĩa là chị Google. Chị Google, Google là có mặt bất cứ lúc nào mà mình cần muốn, cho nên là thông tin bác sĩ nhưng mà rất là quan trọng, phải chọn đúng cái trang mạng nào mà nó có uy tín và phản ảnh sự thật chị. Tại vì ngày nay quý vị cũng biết mạng đó, trên mạng đó thì ai cũng có thể viết được chị. Người có chuyên môn, không có chuyên môn cũng có thể mở những cái blog, và những cái blog đó nó nhiều khi nó cũng đưa ra những cái tin tức gọi là không được chính xác lắm. Tuy nhiên không có một cơ quan và luật lệ nào hiện nay trên cả thế giới, nghe không những nước Mỹ đâu chị, không có một cái luật nào mà họ gọi là điều hành cái tin tức ở trên mạng cả. Ngày xưa chúng ta thường thường đọc báo phải không chị ha, hoặc đọc sách phải không chị? Thì những cái cơ quan và thông tin đó họ duyệt xà những cái tin tức đó, thí dụ một cái báo, thí dụ như Los Angeles Times, mà quý vị mà báo đó mà đưa một cái tin thất thiệt đó chị, là họ bị phạt. Mà ngày hôm nay về Internet thì không ai kiểm soát hết chị. Thành ra cái quan trọng quý vị khi mà quý vị đọc thì cũng nên chọn những cái trang mạng mà nó có uy tín. Vâng, và trở lại cái vấn đề mà thường quý vị nội trợ hay gặp phải là trước đây thì hồi xưa mình chỉ hâm đồ ăn bằng bếp củi ha. Rất là cực khổ để mà thắp lửa cái củi lên, hoặc là lò than. Rồi sau này mình có bếp điện, rồi từ từ mình lại có những cái bếp ga rất là hiện đại. Nhưng mà trước khi bước vào phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì Thanh Nhã xin quý vị hãy vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình, và Thanh Nhã cũng như là bác sĩ Hiệp Trương sẽ trở lại sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại.